Tiểu Đào, em đang làm gì vậy? Nhiên, em yêu anh. Tiểu Đào, em nói gì vậy? Em nói em yêu anh không nghe thấy sao? Em muốn cùng anh xem tuyết, ngắm trăng, nói về thơ ca, nói về lý tưởng cuộc đời. Giờ trong đầu em toàn là anh, cả người em đều không ổn rồi. Tiểu Đào, hôm nay em nói năng loạn xạ lên hết. Vừa rồi rõ ràng em xin lỗi, bởi vì em quá yêu anh, cho nên muốn tìm hiểu mọi thứ về anh. Cho nên em mới điều tra về anh giống như một kẻ điên vậy. Nhưng vừa nãy rõ ràng là anh quá nổi tiếng, anh là thần tượng đang nổi. Con người bình thường như em, đột nhiên anh nói yêu em, cả người em đều thấy hốt hoảng. Em sợ sẽ đánh mất anh. Em sợ anh lợi dụng em. Em còn sợ anh chỉ vì giận tôi diễn tình. Em quá yếu đuối. Nếu anh không thích em như thế này, em có thể rời xa anh, sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Tiểu Đào, anh xin lỗi, sao anh lại ghét em được chứ? Thằng nhóc này đúng thật là dễ kiểm soát mà. Vừa bắt đầu đã không nở rồi. Nhưng tại sao mình phải học theo Tô diễn tình chứ? Thật là không. Em nói dối đấy. Em lừa anh. Em yêu anh như vậy sao có thể rời xa anh được? Nhiên, chúng ta ở bên nhau đi. Được, chúng ta vì ước mơ của chúng mình cùng nhau cố gắng. Ước mơ của tôi chính là điều tra Âu Dương Tịnh, tìm ra chân tướng. Vậy cậu hãy giúp tôi hoàn thành đi. Tên thối tha, cậu lại dám làm cái việc mắc ối này với tôi sao? Không đúng, đây là cơ thể của Tiểu Đào. Hắn dám làm việc như vậy với Tiểu Đào? Khoan đã, kẻ đầu tiêu hình như là mình mà. Tiểu Đào, chuyện gì vậy? Tiểu Đào, đừng nói gì. Âu Dương Tịnh vừa gọi điện đến mắng cậu ta. Bây giờ tâm trạng cậu ấy rất tệ. Cô an ủi cậu ấy đi. Đừng buồn, nhà dịch chúng ta luôn ủng hộ anh. Cảm ơn em, Tiểu Đào. Ước mơ của em là gì? Ước mơ lúc đầu của em là muốn gặp được anh. Sau đó nói với anh rằng em đã thực hiện được lời hứa của mình. Nhưng ước mơ hiện giờ của em là hy vọng người đó có thể đường đường chính chính trả lời em. Anh thích tôi sao? Vừa rồi không phải anh nói với em rồi sao? Vậy anh sẽ chính thức nói lại với em lần nữa. Tiểu Đào, chúng ta ở bên nhau đi, tôi yêu em. Tiểu Đào, em sao vậy? Em đang nhìn gì vậy? Em, Tiểu Đào, tôi khó chịu quá. Xem ra em không giúp tôi cho gà ảo ăn rồi. Giờ tôi hình như, chúng ta mau về thôi. Em đột nhiên nhớ ra là ở nhà có chuyện, em về trước đây. Tiểu Đào, mau lên. Cũng đi sao? Tôi yêu em.
Khương Hảo, Khương Hảo, Khương Hảo, Khương Hảo, Khương Hảo. Lúc ở nhà Châu Dịch Nhiên anh nói yêu em là suy nghĩ thật sao? Tôi không thích em. Em không hoàn hảo chút nào cả. Gu lại kém, lại không biết hiểu ý người khác. Nói chuyện thì khó nghe. Nếu tôi không phải là một người khoan dung thì sớm đã bị em làm cho tức chết rồi. Ôn Tiểu Đào, tôi không muốn thích em một chút nào cả. Nhưng tôi không làm được. Tôi thích em. Tôi rất thích em. Mày đúng là diễn sâu quá đó Khương Hạo. Mày diễn rất giỏi. Tôn Tiểu Đào, em có biết không trả lời người ta về việc người ta nói yêu em là hành động mất lịch sự không? Tôn Tiểu Đào, em cũng yêu anh. Nhưng tại sao em cũng thích anh? Em thích nhìn anh cười, cũng thích nhìn anh khi tức giận. Thích khi anh ở bên lúc em không có sự giúp đỡ, luôn ở bên bảo vệ em. Thích anh sánh đôi cùng em, làm một số việc mà đến nghĩ em cũng không dám nghĩ tới nữa. Thậm chí thích mỗi khi anh tức giận, nhưng trong mắt thì lại tràn ngập hình bóng của em. Anh làm bánh cho em, em rất cảm động. Bởi vì có anh ở bên, em thấy rất là vui. Vậy tại sao anh lại thích em vậy? Thích, nếu có nguyên nhân thì đó không phải là yêu rồi. Anh mệt rồi, anh muốn ngủ. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tôi nhất định sẽ không yêu em. Bởi vì tôi như thế này, ở bên cạnh em hình như rất đau khổ. Tiểu Đào, xin lỗi em. Quan hệ của chúng ta cứ thay đổi như vậy sao? Mình thật sự muốn yêu một người mà không thể sờ vào được sao? Chúng ta có thể đi được bao xa? Lần đầu tiên yêu đương sao lại khó khăn như vậy? Hơn nữa, con người này sao mà đẹp trai đến vậy? Lông mi của ảnh vừa dài vừa cong. Hôm nay em mới biết là anh đẹp trai sao? Lông mi dài là vì tối nào trước khi đi ngủ anh cũng bôi thuốc kích mi. Trên đời này không có sắc đẹp nào không tốn công cả. Vậy chắc là anh tốn không ít công sức đâu ha? Anh tốn không ít công sức mới được ở bên em. Tiểu Đào, cậu mau dậy đi. Châu Dịch Nhiên đến tìm cậu kìa. Châu Dịch Nhiên, sao anh ấy lại đột nhiên đến nhà mình vậy? Mình còn chưa làm gì cả, chưa trải tóc, chưa rửa mặt nữa. Tôn Tiểu Đào, bây giờ em là người phụ nữ của anh, sao em lại có thể chải chuốt vì người đàn ông khác chứ? Vậy nói xem, nữ minh tinh anh thích nhất là ai? Audrey Hepburn. Nếu Audrey Hepburn đột nhiên đến nhà anh thì sao? Bà ấy đã chết rồi. Em nói là nếu như thần tượng của anh đột nhiên đến nhà anh, nhưng anh đang mặc đồ ngủ mà còn gãy chân nữa. Thứ nhất, bà ấy sẽ không đến nhà anh. Thứ hai, anh quyết không làm những chuyện như em nói.
Cũng phải. Vì sao Châu Dịch Nhiên lại đến nhà em? Anh mặc kệ. Tóm lại bây giờ anh không được thoải mái, anh muốn nụ hôn buổi sáng. Tiểu Đào, cậu vẫn ổn chứ? Mình đang rất ổn. Rất ổn. Cứ giấu Tiểu Đào cũng không hay. Phải nắm chắc từng cơ hội khống chế cơ thể cô ấy, lợi dụng cô ấy điều tra rõ chuyện Âu Dương Tịnh. Tiểu Đào, hôm nay đạo diễn nói không cần ghi hình. Chúng ta nghĩ em có muốn đi đâu không? Đến nhà anh đi. Nhà anh? Ý em là... em thấy hai chúng ta nên có một không gian riêng tư. Không phải sao? Cái này thì dễ thôi. Xong rồi. Anh đã bao cả rạp chiếu phim rồi. Vừa riêng tư, vừa có thể thỏa mãn nuối tiếc chưa thể xem phim của chúng ta lần trước. Thế nào, điện thoại di động cũng đặt được vé hả? Quả nhiên là trợ lý. Anh cũng chẳng hỏi ý kiến của em. Lỡ bộ phim anh đặt em không muốn xem thì sao? Không sao. Không sao, anh đã mua vé hết cả rạp chiếu phim hôm nay rồi. Em muốn xem phim nào thì xem. Thật ra chiêu này anh đã học từ anh Khương Hạo khi còn ở bên cạnh anh ấy. Sáng nay em dậy sớm quá, chưa tỉnh ngủ đúng không? Anh có mang bữa ăn sáng cho em đây. Anh đã mua salad trái cây, còn cả bánh bao, thịt gà cuốn, sandwich, bánh mì, còn cả quẩy nữa. Em muốn ăn cái nào? Em không đói lắm. Em không ăn đâu. Không sao, anh còn mua cả nước ép và cà phê nữa. Em muốn uống cái nào? Em không muốn uống. Anh lái xe cho cẩn thận vào. An toàn là trên hết. Không phải sao? Được, nghe em hết. Châu Dịch Nhiên ơi, Châu Dịch Nhiên, kỹ thuật cưa gái của cậu kém quá. Thảo nào Tô Diễn Tình lại coi cậu là lớp dự phòng. Vậy em nghỉ ngơi đi. Giờ chúng ta lên đường luôn. Sao em ăn giỏi vậy? Cái này nóng lắm đó, ăn nhiều nổi mụn. Chẳng phải nữ nghệ sĩ các em không nên ăn thứ này nhiều sao? Không sao, dù sao tôi cũng đăng ký lớp thể hình rồi. Cái gì? Lớp thể hình? Ý em là đăng ký đi tập rồi, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao mà. Dù sao thịt cũng đâu ở trên người mình đâu. Người phải chạy bộ đổ mồ hôi cũng chẳng phải mình. Vừa được ăn lại không sợ mập, đã thật. Chết tiệt. Không thể tự choan sao? Quy tắc này vô nhân tính quá đi. Chết rồi. Nếu Tiểu Đào trở về thì rắc rối to. Sao vậy? Không có gì. Đi mua một cốc nữa cho em đi. Làm gì vậy? Mau đi đi. Không phải chứ. Đây là đâu? Hôm nay chúng ta có lịch trình mà. Lúc nãy Châu Dịch Nhiên nói với em rằng hôm nay đạo diễn nổi hứng không quay nữa. Anh nghĩ chi bằng đi hẹn hò, xem phim. Vậy chúng ta xem phim gì đây? Xem phim này. Phim này.
Khi xem phim đừng có nghe điện thoại. Quên nói với em, sáng nay Châu Dịch Nhiên nói trưa nay Tô Diễn Tình sẽ mời người trong công ty ăn cơm, có hỏi em có muốn qua đó không. Em cứ nói với anh ta có việc bận để chúng ta thoải mái xem phim. Xin lỗi, em có chút việc bận nên đi trước rồi. Đến đây. Chào cô, xin hỏi cô là Tôn Tiểu Đào hả? Đây là hoa tặng cô. Cô xem đi. Cho tôi sao? Đúng, cảm ơn. Anh đặt hoa cho em hả? Tất nhiên là tình yêu anh dành cho em rồi. Còn viết cả thiệp nữa hả? Bên trong viết gì không quan trọng. Từng câu từng chữ đều là anh yêu em. Nhưng mà em vẫn muốn biết là anh nói gì với em. Cô à, cô còn chưa ký nhận. Cô xem cái này đi. Nhầm người rồi, ra ngoài. Cô à, ngạc nhiên chưa? Có hoan nghênh em đến nhà anh không? Em đến đúng lúc lắm. Anh vừa định hẹn em ra phố chơi. Đi. Phim bom tấn đây, chúng ta đi xem phim đi. Lần sau chúng ta xem phim đi. Anh đưa em đi đến một cửa hàng đồ chơi, chắc chắn em sẽ bất ngờ. Có muốn mời em vào trong ngồi không? Tiểu Đào, sao hôm nay em lại khác thường như vậy? Tất nhiên rồi. Anh có mang chìa khóa không? Chết rồi. Anh cũng không mang chìa khóa. Nhưng không sao, buổi chiều anh đã hẹn một nhà tạo mốt rất giỏi. Đi, anh đưa em đi làm tóc. Đừng, em không đi làm tóc đâu. Đi thôi, đi thôi. Chuyện gì thế này? Mấy thứ đồ này ở đâu ra vậy? Hôm nay tự nhiên anh muốn dạo phố, vì vậy nên đã mua ít đồ. Đây mà gọi là mua ít đồ hả? Em không ngờ là anh còn thích cái này nữa. Anh cũng có tâm hồn thiếu nữ ghê ha. Anh dùng cơ thể của em thì tất nhiên là phải hợp tác một chút chứ. Ai bảo anh là diễn viên cơ. Nói đến cơ thể, có thể thương lượng với anh một chuyện không? Anh có thể đừng tùy tiện hôn em như thế suốt được không? Tại sao? Anh tưởng là chúng ta đang qua lại chứ? Hay là em nói dối là em thích anh? Không phải, không phải. Anh đừng có hiểu lầm. Anh cũng biết sau khi anh khống chế em liền bị nhốt trong gà ảo. Ở đó cô đơn lắm. Tuy là có gà nhỏ ở cùng, nhưng mà em cũng không biết lúc nào mới có thể ra ngoài gặp anh. Anh giận hả? Thật ra con gái bọn em yêu đương, chỉ cần được ở bên cạnh người mình thích là được rồi. Em, lúc em làm việc thì anh giúp em. Bình thường hai người chúng ta cùng nhau hẹn hò. Không được sao? Không ổn. Cô ta nói ngớ ngẩn gì vậy? Mình làm sao có thể cứ ở bên cô ta mãi như vậy chứ? Thật ra lúc mà con trai thích con gái, thông thường đều hy vọng có thể ôm cô ấy, nắm tay cô ấy, thậm chí còn muốn làm mấy việc như thế này. Nhưng anh biết bây giờ anh vốn dĩ không chạm được vào em. Lẽ nào cảm giác như vậy không thể bày tỏ sao?
Xin lỗi anh, là em quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của anh. Không được mềm lòng, tuyệt đối không được mềm lòng. Cô ta chỉ là công cụ để mày tìm về cơ thể thôi. Em rút lại lời em nói lúc trước, anh muốn hôn thì hôn đi. Cục diện này phải lập tức kết thúc mới được. Cắt. Rất hoàn hảo. Nào, cảnh tiếp theo. Em sao vậy? Anh hư quá nha. Hình như bị đâm vào tay em rồi. Đau quá đi. Anh Tống, anh có cảm thấy họ có chút phim giả tình thật không? Nhưng Tiểu Đào nhà ta cũng không bị thiệt. Cậu không thấy Châu Dịch Nhiên nổi tiếng à? Nhưng Tiểu Đào nhà ta mới có thời gian ngắn, sao mà có thể gần gũi với cậu ta được như vậy? Kỳ lạ quá. Họ như vậy được bao lâu rồi? Cũng chưa được bao lâu. Chị Diễn Tình, chị đến lâu chưa vậy? Trả lời câu hỏi đi. Bác gái vẫn khỏe chứ? Họ như vậy bao lâu rồi? Châu Dịch Nhiên, qua đây chút nào. Cái này bao lâu rồi? Cái này tháng trước đó. Cái gì mà tháng trước? Chuyện đó không thể. Chị Diễn Tình, để em nói chị nghe. Cái này anh là Khương Hạo. Cô thấy sao? Thật không ngờ là anh còn có sở thích này. Đây gọi là nhập gia tùy tục. Làm nghề nào yêu nghề nấy, cô có hiểu không? Có điều con gái các cô thật là son phấn nhiều loại thế này. Gì mà màu bà gì, màu trêu ghẹo, màu nhớ anh. Nhưng mà chỉ cần tôi ở bên cạnh Tiểu Đào thì màu Tiểu Đào sẽ nổi nhanh thôi. Tôi không nói cái này. Tôi nói về việc anh với Châu Dịch Nhiên cơ. Không phải anh đã nói là sẽ giúp tôi sao? Sao bây giờ dốc sức thả thính anh ấy vậy? Ý gì đây? Sao hả? Không tự tin hả? Cảm thấy sức hấp dẫn bản thân không bằng Tiểu Đào sao? Tôi Diễn Tình mà tôi biết. Đâu có như vậy. Tôi siêu tự tin đấy, được chưa? Tôi chỉ không muốn anh làm ra chuyện gì bất lợi với Châu Dịch Nhiên thôi. Châu Dịch Nhiên yêu tôi là điều đương nhiên. Ai bảo tôi có sức hút như vậy? Nhưng mà cô yên tâm, tôi cũng như cô, chỉ là lợi dụng cậu ta thôi. Đợi tôi dùng xong sẽ trả về chỗ cũ. Anh sai rồi. Tôi không lợi dụng anh ấy. Tôi thích anh ấy thật lòng. Anh làm cái gì vậy? Lúc tôi làm đàn ông thì cô không được phép giành ống kính của tôi. Lúc tôi làm phụ nữ cũng không cho phép cô nổi hơn tôi. Khương Hạo, xem ra anh cũng không hiểu phụ nữ lắm đâu. Vậy thì để tôi mở một lớp dạy cho anh nha. Tôi son giống như làm người vậy. Bôi nhiều quá chưa chắc đã tốt. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, tất cả tài liệu đều ở đây. Tôn Tiểu Đào 4 năm trước từ dưới quê lên đây học đại học. Thời gian học đại học chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào. Buổi phỏng vấn đầu tiên đi cùng bạn là Trương Chi Chi, luôn dành thời gian ôn tập để chuẩn bị thi. Tôn Tiểu Đào không thể xuất hiện cùng lúc với Khương Hạo được. Không phải là tình nhân của Khương Hạo sao? Sau đó chúng tôi điều tra được những gì Tôn Tiểu Đào nói hôm đó về quá trình qua lại với Khương Hạo. Phát hiện thời gian, địa điểm đều không khớp. Vì vậy tôi cảm thấy cô ấy đang nói dối. Nói dối à? Cô ấy có mục đích gì đây? Chắc là muốn lừa tiền. Chúng tôi điều tra được chi phí 50 vạn cô ấy đã cầm đi tiêu hết để tạo hình. Lừa tiền? Không đúng. Cô ấy tuyệt đối không phải là để lừa tiền.
Nhất định là có chuyện mà chúng ta không biết. Cậu giám sát thật chặt cô gái này cho tôi. Cho dù thế nào cũng phải điều tra được chân tướng cho tôi. Vâng. Lừa tiền. Ngạc nhiên chưa? Tiểu Đào, sao em lại đến đây? Anh yêu, em biết hôm nay anh không có việc. Âu Dương Tịnh lại ở công ty suốt ngày. Vì vậy em đặc biệt thiết kế một buổi hẹn. Hôm nay chúng ta cùng nhau nấu cơm ở nhà. Có thấy ngọt ngào không? Em chắc chứ? Thôi cứ để anh nấu mì gói ăn đi. Sao lại coi thường người ta như vậy? Ý em là chúng ta cùng nhau làm mì Ý suốt cà chua với thịt nguội. Đúng rồi, ngày kia anh Âu Dương sẽ tổ chức tiệc từ thiện nhỏ. Chúng ta cùng nhau đi đi. Tiện thể mượn cơ hội này nói với anh Âu Dương là chúng ta yêu nhau rồi, để dễ dự tính sau này cho chúng ta. Dự tính cái gì? Em cảm thấy chúng ta bây giờ vẫn chưa đến lúc. Anh không nói rõ trước với anh Âu Dương Tịnh mà xuất hiện ở tiệc luôn. Anh ta sẽ treo dò anh đó. Với lại fan của anh cũng sẽ giết Tiểu Đào. Tiểu Đào, anh không muốn giấu em, không mong em chịu thiệt thòi. Thêm nữa trước đây chúng ta quay show, cảm giác cặp đôi rất tốt mà. Anh nghĩ fan của chúng ta chắc chắn sẽ không ngăn cản chúng ta đâu. Cái này cay mắt quá. Cái đó anh có thể thái hết chỗ này được không? Cả cái này nữa anh có thể khuấy lên không? Nước đun sôi. Đúng rồi, ở đây có một cuốn sách nè, anh cứ làm theo hết hướng dẫn nha. Cả mì ở đây nữa, nhớ phải luộc lên đó. Sau đó bên này vẫn còn, anh gọt vỏ hết chỗ này. Em ăn rất khỏe, anh nấu nhiều chút nha. Em thật sự đau đầu quá, em ra ngoài trước đây. Được, em sẽ bày bát đũa. Điều anh nói với em là nghiêm túc đó, em suy nghĩ đi. Được. Mười mấy năm rồi còn dùng mật mã này, không sợ tôi trộm hết đồ sao? Phòng sách không có, chẳng lẽ đành phải đến phòng làm việc tìm? Nhưng mà chìa khóa phòng làm việc bình thường anh ta hoàn toàn đem theo người, chứ còn cách trộm từ trên người anh ta sao? Việc này khó quá. Hình như có một cơ hội. Tiểu Đào, ra ăn cơm thôi, mì nóng hổi đây. Tiểu Đào. Tiểu Đào. Tiểu Đào. Buồn ngủ quá, ngủ quên mất. Đúng rồi, lúc nãy anh nói gì với em vậy? Âu Dương Tịnh sắp mở tiệc hả? Đúng vậy, em đổi ý rồi à? Em đã nghĩ kỹ rồi, em thấy anh nói đúng. Anh nên nói với Âu Dương Tịnh em muốn nhảy điệu mở màn. Như vậy em làm bạn nhảy của anh, cả thế giới đều biết chúng ta yêu nhau rồi. Tiểu Đào của anh hôm nay thông minh quá. Có điều em chắc chắn là em biết nhảy không? Anh hỏi em có biết nhảy không? Anh có nhầm không vậy? Ý anh không phải như vậy. Chờ mà xem đi. Lúc ấy ăn mặc cho bảnh vào, nhớ làm sao cho xứng với em đấy. Cái này được hả? Sao em không thấy nó đẹp? Cái này được mà, màu xanh đẹp mà. Màu xanh đâu có đẹp. Em đen lắm, mặc chiếc này vào càng đen hơn. Sao có thể chứ, em thấy cái này ổn hơn. Tiểu Đào, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Mình tự nói chuyện một mình thôi. Chi Chi, sao cậu lại đến đây?
cũng không gõ cửa nữa. Mình vào phòng của cậu phải gõ cửa từ khi nào vậy? Tiểu Đào, có phải cậu nổi tiếng rồi, không cần người bạn này nữa không? Mình, cậu nhìn xem, cậu tự mua nhiều đồ như vậy, cũng chẳng gọi mình đi cùng, mà phong cách mặc của cậu cũng thay đổi hoàn toàn, cậu biết không? Chi Chi, xin lỗi cậu, mình không cố ý đâu. Hay là mình nói thật với cậu nha. Thật ra mình không được, không thể. Không thể nói cho cô ấy biết. Cậu nói đi Tiểu Đào, thật ra cậu làm sao? Sao cậu không nói? Để hôm khác mình nói cho cậu nghe sao? Tiểu Đào, cậu thay đổi thật rồi. Chi Chi, cậu, vì sao em không thể nói với người bạn thân nhất của em chứ? Em muốn nói gì với cô ấy? Bây giờ mình ở cùng Khương Hạo, anh ấy vẫn chưa chết. À không, anh ấy chết hay chưa không biết. Tóm lại anh ấy đang ở bên cạnh mình. Mình yêu anh ấy yêu mình. Chỉ là cậu không nhìn thấy mà thôi. Cô ấy là bạn thân nhất của em, cô ấy sẽ tin em. Anh biết, anh cũng rất muốn làm quen với bạn của em. Nhưng anh càng muốn, đợi sau khi anh tìm được cơ thể của mình, anh sẽ tự mình nói với cô ấy, sau đó bắt tay với cô ấy. Nhưng tình hình bây giờ vô cùng bối rối, ngay cả nhìn anh, cô ấy cũng không biết nhìn hướng nào nữa. Nhưng mà em sợ đó là chuyện mãi lâu sau này, em phải giấu cô ấy suốt sao? Tiểu Đào, sẽ không lâu đâu, sẽ sớm thôi. Được, em biết rồi. Triệu Kiệt, anh ở đâu? Vẫn khóc à? Sắp 2 tiếng rồi đó. Lát nữa cậu khóa cửa nha. Lượn đi. Bà cô của anh ơi, em có thể nói cho anh biết rốt cuộc chuyện gì không? Có phải mẹ em đã nói gì với em không? Hay là anh đã làm sai chuyện gì? Làm ơn trả lời đi, đừng có giày vò anh như vậy. Nè, mua cho em đó mặt nạ mà em thích nhất. Anh xin em đó, đừng có khóc nữa. Sao em càng khóc càng dữ vậy? Chắc là anh đã làm chuyện gì có lỗi với em, tự nhiên lại tặng quà. Chắc chắn là trong lòng có mờ ám mà. Anh định mỗi ngày lễ tặng em một món quà mà. Hôm nay thấy em tâm trạng không tốt nên tặng sớm thôi. Thật không? Anh có gạt em bao giờ không? Thanh khiết dưỡng ẩm làm trắng, kết hợp đủ cả. Cảm ơn. Vậy bây giờ em có thể nói cho anh biết rốt cuộc là ai đã bắt nạt em không? Chắc không phải Tiểu Đào chứ? Đúng, chính là Tiểu Đào. Dạo này cô ấy lạnh nhạt với em lắm. Cô ấy cũng không nấu cơm giúp em, một mình đi dạo phố chẳng dẫn em theo. Chắc chắn cô ấy có bạn thân mới ở ngoài rồi. Nổi tiếng rồi không cần em nữa. Sao có thể chứ? Tiểu Đào mà anh biết đâu phải người như vậy. Em vốn cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà hôm nay em giả bộ tức giận bỏ nhà đi. Thật ra không hề đi xa, ở ngay dưới nhà mà. Em cũng chỉ muốn xem cậu ấy có đuổi theo em không. Nhưng em đã chờ nửa tiếng luôn. Cậu ấy bơ em thật rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Liệu có phải gần đây cậu ấy bận việc quá không? Cũng có thể là đang yêu ai rồi.
Rất nhiều hội bạn thân phải giải tán vì người ta có bạn trai. Em không muốn giải tán với cậu ấy. Bạn thân hay bạn trai? Em chọn một đi. Sao lại là một câu hỏi lựa chọn chứ? Mẹ. Chi Chi, Triệu Kiệt và mẹ, con buộc phải chọn một. Mẹ. Anh có chắc là bây giờ vào được không? Anh chắc sớm thế này sẽ không có người đâu. Trước đó anh bảo em mặc chiếc váy đẹp nhất đến. Không phải chỉ để quyên góp tiền chứ? Tất nhiên là vì dụ quyên góp tiền. Còn một việc nữa là giúp em lôi kéo quan hệ với Âu Dương Tịnh, lót đường cho em sau này. Vậy chúng ta đến sớm thế này để làm gì vậy? Nhất định phải xong trước khi Châu Dịch Nhiên đến. Đến sớm như vậy tất nhiên là để ở riêng với em rồi. Trong cuộc sống cũng phải có chút thú vui trang trọng chứ. Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể nhảy một điệu với cô không? What if I told you, will you feel it too? I wish you could hear my voice. Every time you look at me, seems like you can see me through inside my mind, my soul. I can't hide it anymore. I've been loving you, I've been loving you from the day you showed in my life. I can't believe it's true. I've been loving you, I've been loving you, falling for you. I need you more and more each day. Love is with a little pain. I can't help myself falling to you. Oh, oh. Love made me a fool. Don't know what to do. I can't stop thinking of you. What if I told you, will you feel it too? I wish you could hear my voice. Every time you look at me, seems like you can see me through inside my mind, my soul. Đúng là như đang mơ vậy. Em yêu anh thật sao? Đúng vậy. Anh gạt em thì sao? Em sẽ rất buồn. Nhưng mà em không sợ từ nếu như đó. Bởi vì em không muốn vì sợ hãi mà ngừng yêu. Không thử thì làm sao biết được chứ. Nếu bản thân em không dâng hiến toàn bộ tình yêu và lòng tin tưởng thì làm sao em dám trông mong được từ phía anh chứ. Tiểu Đào, em ngốc lắm. Cương Hạo, em yêu anh nhiều hơn anh tưởng tượng. Anh yêu em nhiều hơn em tưởng tượng. Từ trước khi em yêu anh đã yêu em rồi.
Kia không phải là Châu Dịch Nhiên và Tiểu Đào sao? Sao Châu Dịch Nhiên và Tôn Tiểu Đào lại ở bên nhau vậy? Lạ quá. Anh Âu Dương, tôi không cần nói đâu, tôi hiểu. Là nghệ sĩ của công ty, có thể dự tiệc từ thiện này là vinh hạnh của công ty Blue chúng tôi. Chơi vui vẻ nha. Chào cô Tiểu Đào, cô chơi vui nha. Không phải đâu, anh Âu Dương. Ý tôi là chỗ này của anh dơ rồi. Không cần đâu, cảm ơn, để tôi. Anh Âu Dương, tôi có thể mời anh nhảy một điệu được không? Được, đi thôi, hai người tự nhiên nha. Dịch Nhiên, tự nhiên em thấy khát quá. Anh có thể qua đằng kia lấy cho em ly nước uống được không? Anh xấu quá, em khát mà anh cũng không đi. Mau đi đi, anh biết rồi, đi đi. Đó là bạn nhảy của tôi. Cô muốn làm gì? Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì. Cô tưởng mấy ngón trò đó của cô tôi không hiểu sao? Tôi chỉ muốn nhảy với ông chủ một điệu thôi mà. Không được sao? Tôi cảnh cáo cô, đánh xa cậu ấy ra. Đừng tự nghĩ mình thông minh. Ông chủ, sau này anh có thể đừng vô tình với nghệ sĩ của anh như thế được không? Tôi là Khương Ngạo. Khương Ngạo.
Không biết ngôi sao lớn đều phải xuất hiện sau cùng sao? Em ở đây làm gì? Ngắm cảnh. À, vừa rồi đến lượt em đó. Đạo diễn không tìm được em, cứ cáu suốt kìa. Anh qua trước đi, em ở đây tìm cảm hứng chút. Em còn không qua là đạo diễn nổi điên đó. Anh làm gì vậy? Anh không quan tâm em mấy ngày nay, bây giờ làm bộ à? Không phải anh đã nói là một lòng một dạ với hạnh phúc của anh à? Vậy anh đi tìm cô ta đi, không cần phải lo cho em đâu. Một mình em ở đây vẫn ổn. Mau đi đi. Tất cả mọi người đều đang chờ em. Em như vậy bảo mọi người sẽ nghĩ gì về em? Còn không mau đi. Em tự biết đi mà.